Hato lại chào cả nhà mình nhé Hôm nay thì Hato đang trên đường đi lắp đặt cho chị khách hàng ở chung cư HH2A Linh Đàm Tổ hợp chung cư thì cũng là rất là đông Đó, Đây là hành lang vào nhà chung cư của chị khách hàng Sau khi đến nơi thì Hato đã tiến hành tháo uh, các phụ kiện và lắp đặt cho chị khách hàng Thì quý khách hàng mà mua hàng với Hato thì cũng lưu ý là khi nhận hàng mình kiểm tra luôn Có vấn đề phát sinh thiếu hoặc là sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì liên hệ ngay với Hato để hãng hỗ trợ bảo hành đổi mới hoặc là hỗ trợ cho nhà mình một cách nhanh nhất. Hiện tại thì Hato đang lắp cho chị khách hàng ở chung cư HH2A Linh Đàm thì chị đã chọn mũ size là size rộng 50 cm và dài là dài chiều dài 2 m. Chị khách hàng này thì chị ngày trước thì đã sử dụng nôi cũi, tuy nhiên thì với không gian chật hẹp mà chị đã có hai bé vì thế mà nằm chung với giường bố mẹ thì thực sự là rất chật Vì thế thì chị cũng đã nghiên cứu với Hato và lựa chọn một chiếc giường có thể ghép với cái giường bố mẹ Thì cái giường này thì chị dự định để cho bé lớn nằm Và chiếc cũi thì vẫn sử dụng cho bé nhỏ để nằm Vì không gian thì cũng không được thoải mái cho nắm vì thế là mua thêm chiếc giường thì Uh, nếu quý khách hàng mà cần uh, tham khảo thêm một số cái video về chiếc giường hoặc là một uh, số cái giường mà đặt trong những không gian khác nhau thì quý khách hàng có thể là ấn và đăng ký kênh uh, YouTube Hato hoặc là theo dõi trên website hato.vn trường hợp mà cần uh, tư vấn thêm về sản phẩm thì liên hệ với hotline Hato hoặc là số Zalo sau khi lắp đặt, đặt xong thì Hato sẽ quay lại không gian của giường để nhà mình cùng tham khảo về kích thước của sản phẩm này thì chiều cao từ giường đến mặt sàn là 40cm đệm 5cm là 45cm nhà chị khách hàng này thì có giường và đệm cao đúng 45cm đây là không gian mà hao tô vừa lắp đặt trong chiếc giường thì bên 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 cặm dậy cạnh cửa sổ là có một chiếc cũi và bên trái này thì chị đã lắp thêm cái giường với không gian này thì chị khách hàng vẫn có thể mở được cái cánh cửa tủ vừa có thể là để cho bé lớn nằm bên cạnh chiếc giường thì việc mà sắm một chiếc giường này thì hết sức phù hợp vì bé lớn không sợ bé nằm bé răn đất cảm ơn nhà mình đã xem video hãy đăng ký để cập nhật được thông tin mới nhất từ hato